Nước có mặt ở khắp mọi nơi và có vai trò quan trọng không gì sánh bằng trong cuộc sống của chúng ta. Vì vậy, nếu có bất cứ thứ gì xứng đáng có một bước tiến mang tính đột phá, thì đó chính là sản phẩm này. Giới thiệu máy lọc nước New Esprit. Hoàn thiện hơn vì mọi mặt và được tạo ra để mang đến nguồn nước sinh hoạt sạch và an toàn với thiết kế hiện đại, phù hợp không gian sống của mọi gia đình. Ứng dụng công nghệ mới nhằm loại bỏ những chất gây ô nhiễm và giữ lại những khoáng chất tốt, mang đến trải nghiệm thuận tiện khi sử dụng. Chỉ cần thay bồn lọc một lần một năm, lọc được 5.000 lít nước mỗi năm và giảm thiểu chất thải. Máy lọc nước New Esprit đã được NSF International chứng nhận chất lượng và được chứng nhận vàng từ WQA. Chất lượng nước sạch và an toàn được chứng nhận. Chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho những người thân yêu của bạn. Hệ thống xử lý nước tại nhà bán chạy số 1 thế giới. Máy lọc nước New Esprit, tinh lọc vượt trội, sống khỏe chủ động.